và bài hát Kết nối yêu thương do ông Đinh Trọng Vĩ, người sáng lập ra dự án Hành trình kết nối yêu thương này, sáng tác trên tinh thần nhân sinh của sự chia sẻ và kết nối. Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát chủ đề của ngày hôm nay qua phần thể hiện của nam ca sĩ Địa Hải. Yeah, một tràng vỗ tay lớn nào quý vị ơi. Hành trình kết nối yêu thương nào. Kết nối yêu thương, kết nối những tâm lòng và mạnh thường quân khắp nơi, trên mọi miền đất nước Việt Nam. Chung tay góp sức mạnh thành một vòng tay lớn, chắp cánh cho kẻ thơ, cho các em được hạnh phúc hơn và đến trường. Có mạnh thường quân trên khắp nước Việt Nam, cùng chung tay góp lại cho trẻ thơ được ngày no ấm. Sánh nhân Việt Nam kết nối tình yêu thương, để trẻ em nghèo không còn trên Việt Nam. Còn nhiều trẻ em lang thang đói rét khổ đau từng ngày, ngàn trẻ em khó khăn chẳng thể nào được đến mái trường. Chung tay góp sức mạnh thành một vòng tay lớn, chắp cánh cho trẻ thơ, cho các em được hạnh phúc hơn và đến trường. Có mạnh thường quân trên khắp nước Việt Nam, cùng chung tay góp lại cho trẻ thơ được ngày no ấm. Sánh nhân Việt Nam kết nối tình yêu thương, để trẻ em nghèo không còn trên Việt Nam. Hey. Quý vị có thể vỗ tay theo tiếng nhạc được không quý vị ơi? Nghe nhẹ lên được không ạ? Yeah. Giai điệu quá dễ thương đúng không quý vị? Ha. Kết nối yêu thương, kết nối những tâm lòng và mạnh thường quân khắp nơi, trên mọi miền đất nước Việt Nam. Chung tay góp sức mạnh thành một vòng tay lớn, chắp cánh cho kẻ thơ, cho các em được hạnh phúc hơn và đến trường. Có mạnh thường quân trên khắp nước Việt Nam, cùng chung tay góp lại cho trẻ thơ được ngày no ấm. Sánh nhân Việt Nam kết nối tình yêu thương, để trẻ em nghèo không còn trên Việt Nam. Có mạnh thường quân trên khắp nước Việt Nam, cùng chung tay góp lại cho trẻ thơ được ngày no ấm. Sánh nhân Việt Nam kết nối tình yêu thương, để trẻ em nghèo không còn trên Việt Nam. Có mạnh thường quân trên khắp nước Việt Nam, cùng chung tay góp lại cho trẻ thơ được ngày no ấm. Sánh nhân Việt Nam kết nối tình yêu thương, để trẻ em nghèo không còn trên Việt Nam. Để trẻ em nghèo không còn trên Việt Nam. Hey, hey, hey. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.